Vâng, xin chào các bác đến với kênh xe đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu xe mới về cửa hàng bên em, dòng touring thương hiệu cao cấp hãng Cannondale đến từ thương hiệu Mỹ. Và model xe của ngày em về với là model Cannondale Quick 6. Với chiếc xe đi rất là đẹp luôn nhá. Với tông màu chủ đạo tông màu đen. Rất là khỏe xe. Cái mẫu Cannondale này thì một trong những cái dòng xe thương hiệu lý tưởng Mỹ rất là nổi tiếng, cùng với những thương hiệu Czech và Petroline. Cannondale một trong những cái dòng xe thể thao cao cấp thương hiệu tên tuổi đến từ thương hiệu Mỹ. Và bây giờ xin mời các bạn đến với xe. Vâng, trên mùi mắt đây là cái mẫu dòng xe touring tay ngang đến từ thương hiệu Mỹ Cannondale. Model của xe là model Quick 6, Cannondale Quick 6. Với cái tông màu chủ đạo là tông màu đen rất là khỏe. Điểm chỉ trên xe là những tông màu trắng. Model của xe là Quick 6 nhé. Các bác phải lên trên mạng để tìm hiểu thêm về cái model của xe dòng Cannondale. Xe làm từ hợp kim khung nhôm aluminium. Nước sơn còn rất là đẹp nhé, nước sơn đen bóng. Tổng thể xe đánh giá rất là mới, gần như là trên 95% xe. Xe chỉ được đi lướt qua thôi. Nước sơn zin như bản cho xe. Quá kiến nước sơn còn rất là đẹp anh nhá. Xe người chủ cũ đi sử dụng rất là ít. Tem mã vạch chính hãng của xe USA. Xe đến từ thương hiệu Mỹ luôn. Vâng, thì em giới thiệu qua các bác về những cái video trước đây về những cái model của dòng xe Cannondale. Những dòng xe địa hình touring và dòng xe đua thường được gắn liền với những linh phụ kiện của dòng C4. Cổ phốt ghi đông chính hãng của Cannondale, ghi đông và cổ phốt chính hãng của C4 với bản cho xe. Tay lắm cao su chính hãng của Cannondale. Và xe sử dụng với bộ tay bấm xả chính hãng của Shimano với bản theo xe. Bên phải em được trang bị những tay bấm xả của Shimano bên tường đĩa. Đằng trước sử dụng vùng phanh V chính hãng của Cannondale. Vùng phanh V nguyên bản theo xe của Cannondale. Càng chính hãng của xe, càng Cannondale Quick, model Quick 6. Mayer chính hãng của xe, Mayer nguyên bản Cannondale C4. Vành chính hãng của Cannondale luôn bác nhé. Vành 700, vành 700 của Cannondale. Tam bi lốp rất sáng và bóng, sử dụng lốp Canada, lốp còn rất là mới, sử dụng rất là tốt. Kích thước lốp 700 x 35 c. Dưới gầm xe chính hãng còn mã QR code vạch chính hãng của xe. Xích nhỉ, có nhìn này, Cannondale Quick xích xích cả 6 nhé, xích cả 6 nhé. Nó ở trên mạng của Cannondale X6 Hà Giang. Là ra model của dòng xe Cannondale. Cọc yên nhôm chính hãng của Cannondale C4. Yên Cannondale. Yên với bản theo xe của Cannondale này. Cũng là của thương hiệu Cannondale Quick luôn. Xe trang bị với 7 tầng lip. Lip chính hãng của Shimano. Thì đối với các bác đạp xe đạp touring thì có dòng touring tay ngang thì 7 tầng lip và cho bác đi nó rất là phù hợp rồi. Sử dụng với củ là Shimano Antut. Đồ đĩa của Shimano. Đồ đĩa Shimano Xích nhá. Xích là đồ đĩa Shimano Xích nhá. Cũng bằng cái bản xe của dòng Cannondale. Giá bình nước theo xe với bản theo xe. Nước xe Cannondale Quick 6 này các bác sử dụng rất là thoải mái. Và xe còn rất là mới, độ mới bên giá trên 95%. Nước sơn màu đen. Đen bóng nhá. Và bây giờ xin cho chúng ta đứng của khung xe. Vâng, chúng ta đứng của khung xe là size 43. Chiều ngang khung là size 52. Nhờ các bác cao từ 1m6 đến 1m7 đổ lại đi vừa. Vâng, trang bị với 7 tầng lít. Lên lít thôi.
xuống ít. Vâng, dùng một cơn chua ngọt mà bác nhá. Bên phải em là đồi đĩa Simolo này, 3 tầng đĩa, xuống đĩa, lên đĩa, rất là bòn bác nhá. Một chiếc xe dòng Tô Linh đến từ thương hiệu Mỹ nước Mỹ rất là nổi tiếng, của thương hiệu Calondew. Model Calondew Vortex 6 với tông màu đen, đi rất là khỏe xe. Xe độ mới rất là cao. Vâng, em lại đánh giá tổng thể trong chiếc xe dòng Tô Linh đến từ thương hiệu Mỹ Calondew, model Calondew Vortex 6. Và xe cao cấp bên em là 7.8 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có là con thân mẹ qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube tìm kênh xe đạp. Nhấn đăng ký theo các kênh và hẹn gặp lại các chương trình mai.